Mà tôi không hiểu tại sao chúng nó lại phải kiên quyết bỏ nhau trong thời điểm này. Cái thời điểm mà thằng Vũ nó rất cần có điểm tựa. Nó là một thằng tự trọng. Nhưng chúng nó sống với nhau, chúng nó cũng có tình cảm. Nhưng khi bây giờ nó mất hết rồi, nó không có tư cách gì để níu giữ con Thư lại.